Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter vừa xảy ra tại huyện Con Plong, Kon Tum tiếp tục gây rung chấn lớn, người dân Gia Lai bị nứt cả nhà. Ngày 9 tháng 8, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter. Theo đó, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần ghi nhận, trong ngày 8 tháng 8, huyện Con Plong xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2, cấp độ rủi ro thiên tai 0. Đặc biệt, trận động đất thứ tư xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút, có độ lớn lên tới 4,2 độ. Tọa độ 14,849 độ Vĩ Bắc, 108,266 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Trận động đất này đã gây rung lắc tại tỉnh Kon Tum và các tỉnh lân cận. Anh TVI, 37 tuổi cho biết, trận động đất lúc 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8, gia đình anh ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cảm nhận rung lắc lớn. Sau đó anh kiểm tra căn nhà của gia đình, phát hiện một vết nứt dài 3 mét. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong cho biết đã nắm được tình hình động đất có độ lớn 4,2 độ, xảy ra vào đêm ngày 8 tháng 8, hiện đang kiểm tra thiệt hại. Theo Ủy ban Nhân dân huyện, địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục kịp thời thiệt hại sau các trận động đất xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Trước tình hình huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xuất hiện các trận động đất, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương, đặc biệt các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện, chủ động ứng phó với động đất, nhất là vào thời điểm ở địa phương đang trong mùa mưa bão, mực nước ở các hồ đập dâng cao. Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong những ngày qua liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7 với độ lớn M bằng 5, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây được xem là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong. Gần đây nhất, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7, nhiều địa phương ở Gia Lai ghi nhận cơn địa chấn nhẹ trong khoảng vài giây. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại công điện số 73 CDTTG ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là người dân tại khu vực gần tâm chấn động đất. Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Đơn vị chức năng kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố, hư hỏng nếu có để đảm bảo an toàn cho công trình. Các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình đập, hồ chứa nước, rà soát củng cố năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình, kiểm tra việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện phải theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du công trình, đồng thời thực hiện nghiêm túc vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành đã được phê duyệt, bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình. Các chủ hồ đập tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật, chủ động rà soát, triển khai nội dung theo thẩm quyền quy định. Thưa quý vị, Viện Vật lý Địa cầu thông tin, vào lúc 22 giờ 30 phút 05 ngày 8 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,849 độ Vĩ Bắc, 108,266 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Lần thứ hai, người dân Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của cơn rung giật từ trận động đất xảy ra cách xa khoảng 300 km. Người dân các khu chung cư tại phường Hòa Thọ Đông, huyện Cẩm Lệ cảm thấy rõ rung giật do ảnh hưởng từ trận động đất. Nhiều người dân tại Đà Nẵng giật mình khi thấy nền nhà rung bần bật, dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng khiến họ hoảng sợ.
Anh Nguyễn Hoàng, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cho hay, anh đang ở trên tầng 4 nhưng vẫn nghe rõ nền nhà giật liên hồi. Anh kể, lúc đầu tôi còn tưởng nhà ai bên cạnh đào hay thi công gì đấy, nhưng ra mở cửa xem thì không phải. Vợ tôi ngồi chơi cùng con ở giữa nền nhà, cũng cảm nhận rõ nền nhà giật rất nhanh. Trong khi đó, chị Hoài Phương, quận Cẩm Lệ chia sẻ, chị vẫn còn hoảng sợ khi đang nằm ngủ thì cảm nhận tiếng rầm rầm từ nền nhà như có ai chạy rất nhanh vào phòng. Chị Phương hoang mang. Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng tôi thật sự lo lắng vì không biết có tiếp tục chịu ảnh hưởng và lần sau có bị rung lắc mạnh hơn không. Anh Dương Văn Minh, quận Hải Châu, đang nằm trên giường cũng thấy giường rung, cửa tủ kính giật lên kêu lạch cạch. Vì lần trước từng trải qua cơn rung giật từ trận động đất ở Kon Tum hôm 28 tháng 7 nên anh bình tĩnh và bớt lo hơn. Trên mạng xã hội, người dân Đà Nẵng cũng chia sẻ tình hình rung lắc tại nơi ở. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước và tìm hiểu thông tin nên mọi người biết đây là ảnh hưởng từ trận động đất ở Kon Tum. Hiện Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Thưa quý vị, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vào sáng ngày 5 tháng 8, hệ thống của trung tâm đã ghi nhận 4 trận động đất có độ lớn từ 2,7 đến 3,4 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Các trận động đất này được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Trước đó trong ngày 4 tháng 8, hệ thống của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cũng đã ghi nhận 3 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 2,9 độ xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trong ngày 3 tháng 8, cũng tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, hệ thống của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đã ghi nhận được 8 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,8 độ xảy ra tại đây. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cho biết, Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục tới các xã vùng động đất huyện Kon Plong để thông tin, tư vấn cho bà con cách ứng phó động đất. Theo đó, đoàn có 4 chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu, một cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Đoàn Viện Vật lý Địa cầu đến các xã vùng tâm chấn huyện Kon Plong gồm xã Đắc Rinh, Đắc Nên, Đắc Tăng và Măng Bút. Hiện đoàn cũng có kế hoạch đến xã Măng Cành. Đoàn đã tìm hiểu người dân ứng phó những trận động đất, sau đó đưa ra tư vấn cách làm đúng trong các trường hợp cụ thể, tổ chức trao đổi trực tiếp với bà con để họ hiểu nội dung tài liệu hướng dẫn, trang bị kỹ năng xử lý nếu gặp những trận động đất tiếp theo. Tiến sĩ Bùi Thị Nhung, thành viên trong đoàn cho hay, một số tài liệu hướng dẫn xây dựng cho khu vực đô thị, một số tình huống cụ thể không phù hợp với đồng bào miền núi. Bởi vậy, đoàn đi sâu các tình huống cụ thể tại địa phương, bà con vùng núi hay gặp phải để mổ xẻ, giải đáp những tình huống như đang ở trên dãy cần tránh những sườn dốc, khi đang nấu ăn thì cần dập lửa trước khi rời khỏi nhà. Theo tiến sĩ Nhung, đoàn chuyên gia cũng đã làm khảo sát, đến phỏng vấn các gia đình và quan sát động tác của động đất tới công trình, rồi tổng hợp thông tin và vẽ sơ đồ đánh giá tác động của động đất. Khi tổng hợp sẽ có báo cáo và đưa ra khuyến cáo cho địa phương. Theo tiến sĩ Nhung, khi kết thúc đề tài sẽ có công bố chính thức về nguyên nhân động đất và đánh giá mức độ tác động dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học. Theo dữ liệu của Viện Vật lý Địa cầu, trong hơn một thế kỷ từ năm 1903 đến năm 2020, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum chỉ ghi nhận trên 30 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất là 3,9 độ. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2021, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận hàng trăm trận động đất trong hơn 3 năm qua. Trận động đất vào trưa ngày 28 tháng 7 với độ lớn 5 độ, gây rung chấn mạnh. Các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đều cảm nhận được sự rung lắc. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến nay, cả trăm trận động đất đã xảy ra ở khu vực này, bao gồm các tiền chấn và dư chấn sau động đất chính. Một trận động đất mạnh 2,6 độ Richter đã xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 8, làm rung chuyển thành phố Lào Cai. Cụ thể, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam thông tin, vào hồi 4 giờ 59 phút ngày 7 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,517 độ Vĩ Bắc, 103,937 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6 km. Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 0. Hiện, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ngày 6 tháng 8, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất 2,9 độ Richter. Cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.
Cụ thể, vào lúc 14 giờ 8 phút 41 giây ngày 6 tháng 8, tại huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter, vị trí tọa độ 14,879 độ Vĩ Bắc, 108,201 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Như vậy, chỉ trong 9 ngày, 86 trận động đất đã xảy ra ở khu vực huyện Con Plông, tần suất nhiều nhất từ khi khu vực này bắt đầu ghi nhận động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện. Đáng chú ý, trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 với độ lớn 5 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 2, khu vực tâm chấn và lân cận, khiến nhiều tỉnh thành phố lân cận rung chuyển, nhiều nhà cửa tại Con Plông bị rạn nứt. Dự báo động đất kích thích tại Kon Tum khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ Richter và sẽ kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định. Trước tình trạng đó, những ngày qua, tại các xã huyện Con Plông nằm trong tâm chấn động đất như Đắc Nên, Măng Bút, Đắc Rinh, Đắc Tăng, đoàn công tác Viện Vật lý Địa cầu đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức khảo sát thực địa, tuyên truyền, phát tờ rơi, trình chiếu hình ảnh minh họa. Nội dung tuyên truyền giúp người dân hiểu động đất là gì, nguyên nhân vì sao xảy ra động đất. Cùng với đó, người dân được phổ biến kiến thức ứng phó khi động đất xảy ra, xử lý các tình huống giả định đặt ra, đang trong nhà, ngoài trời, trên đồi dốc, lên kế hoạch phòng chống thiên tai, động đất cho gia đình. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 1483 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông từ km 27+700 đến km 28+500 đường tỉnh 435. Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Dự án đường tỉnh 435 có tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng, chiều dài hơn 21 km. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Hòa Bình với xã Bình Thanh, Thung Nai của huyện Cao Phong và Ngòi Hoa của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng mưa bão, vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 7, tại km 27+750 đường tỉnh 435 xuất hiện cung trượt làm hư hỏng nền đường, mặt đường vết nứt dài 35m, hết phần mặt đường 6,5m bê tông nhựa, chiều rộng vết nứt 35cm, lún sâu 20cm. Vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 7, vết nứt tại km 27+750 với chiều dài 35m, rộng 35cm, tiếp tục lún sụt từ 20cm lên 40cm. Đến 8 giờ ngày 25 tháng 7, tiếp tục lún xuống 60cm. Cho đến ngày 28 tháng 7, chiều sâu lún đã lên tới 98cm. Bên cạnh đó, tại km 28+400, cách đó 650m, hiện cũng đang xuất hiện vết nứt, mặt đường dài 10m, rộng 0,5cm đang được theo dõi. Việc hư hỏng nền mặt đường do sạt trượt tại tuyến đường tỉnh 435 đe dọa đến an toàn công trình, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhiều hộ dân thuộc xóm Ngòi, xóm Liếm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Trường hợp xảy ra đứt đường, tại vị trí trên không có tuyến đường tránh để thay thế, người dân chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, tại xã Suối Hoa có 8 hộ, 36 nhân khẩu thuộc xóm Ngòi. Do mưa lớn kéo dài gây sụt lún, nứt có nguy cơ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của 8 hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư xóm Ngòi. Bên dưới là phần ta luy âm của các hộ giáp với hồ. Phần kè chống sạt lở đã xuất hiện vết nứt và sụt lún sâu khoảng 0,5m so với nền đất ban đầu. Phía sau các hộ là đồi lớn, có độ dốc cao, xuất hiện nhiều vết nứt, lún. Vết nứt lớn có chiều dài khoảng 40m, vết nứt rộng nhất khoảng 30cm, sâu 50cm. Nguy cơ sạt trượt đẩy các hộ gia đình xuống phía dưới sông là rất cao trong những ngày tới khi tiếp tục có mưa. Vị trí các hộ dân phải di rời nằm về phía hồ Hòa Bình trong khoảng km 28+200, km 28+400 đường tỉnh 435, cách mép đường khoảng hơn 100m. Tình huống thiên tai nêu trên gây ảnh hưởng có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của con người, phương tiện tham gia giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ km 27+700 đến km 28+500 đường tỉnh 435 thuộc địa phận xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Cụ thể, rào chắn toàn bộ mặt đường, người và phương tiện lưu thông về phía lề đường bên phải tuyến, cử người trực gác theo dõi tình hình sụt lún, báo cáo hàng ngày về Sở Giao thông Vận tải vào lúc 8 giờ, 15 giờ và khi có sụt lún gia tăng đột ngột. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thực hiện rà soát, xác định cụ thể, kịp thời các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra. Tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án khẩn cấp phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi kết thúc thi công dự án khẩn cấp phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Sở Giao thông Vận tải báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình hình khẩn cấp về thiên tai.
Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Suối Hoa thực hiện công tác tuyên truyền đối với vị trí công bố tình huống khẩn cấp trên đường tỉnh 435 để người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng biết, có biện pháp di chuyển, phòng tránh phù hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại km 27+700 và km 28+500.